Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, năm 2021 vừa qua, những gia chủ tuổi Tý đã phải trải qua không biết bao nhiêu sóng gió. Thưa quý vị, những gia chủ tuổi Tý là một trong những con giáp được ông trời ưu ái, ban cho phúc lộc giàu sang. Trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời nhưng mà họ vẫn không vì thế mà mất đi niềm tin về cuộc sống này. Bước sang năm mới 2022 Nhâm Dần, qua những gia chủ tuổi Tý lại càng được ưu ái hơn, hưởng chọn lộc trời, giàu sang, chạm nóc. Trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ luận giải cùng với quý vị về vận mệnh của những gia chủ tuổi Tý trong năm mới 2022 Nhâm Dần tháng 1 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé! Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Tý trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận, tháng 1 năm 2022, vận trình công việc của những người cầm tinh con chuột không được mấy suôn sẻ, công việc làm ăn kinh doanh dễ thất bát, đổ bể, công việc làm ăn có sự thay đổi và trong tháng này, các gia chủ tuổi Tý chưa nên mở rộng hợp tác, rất dễ bị thua lỗ và phá sản. Với những người tuổi Tý trẻ tuổi, bạn là người thích ăn chơi, trải nghiệm và tự tạo niềm vui cho cuộc sống thì tháng này khá ổn với bạn. Đầu xuân năm mới, công việc của bạn không quá nặng nề, căng thẳng, tuy vậy cũng cần phải chú ý, có trách nhiệm với công việc của mình và đôi khi cần phải bỏ cái tôi của bản thân để lắng nghe ý kiến, sự chỉ bảo từ cấp trên đồng nghiệp, tiếp thu những điều tốt để hoàn thiện bản thân. Bạn giỏi, luôn có những ý tưởng mới, tự tìm ra con đường mới cho mình, nhưng nhược điểm duy nhất của bạn chính là lười và bảo thủ. Tháng 1 âm lịch, hãy biến những khuyết điểm thành ưu thế, bạn sẽ thu được những thành quả bất ngờ trong công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế chính là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tử vi năm Nhâm Dần cho thấy trong tháng 1 này, tài lộc với người tuổi Tý không được tốt, tiền bạc gặp nhiều khó khăn và bất lợi, không có dư tiền, chỉ đủ chi tiêu trong công việc. Công việc kinh doanh gặp nhiều bất lợi, bấp bênh, sóng gió, tiền làm ăn không thu hồi được vốn. Ngoài ra, tử vi cũng dự báo rằng tháng này, những người tuổi Tý sẽ gặp phải thị phi do tiền bạc đem đến, nên trong công việc nếu có thua lỗ hay cần vốn, tuyệt đối không vay mượn người thân, bạn bè. Bởi vì chỉ một chút sơ suất có thể mất cả tiền lẫn tình. Vậy nên quý gia chủ tuổi Tý hãy nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định làm ăn trong tháng này để tránh gặp phải những điều không may mắn dẫn đến hậu quả khó lường. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tài lộc, sức khỏe. Tử vi tuổi Tý năm 2022 cho thấy vào tháng 1 âm lịch, sức khỏe của gia chủ không được tốt, sức khỏe bị suy giảm do suy nghĩ nhiều và từ căng thẳng nghề nghiệp. Đặc biệt các chuyên gia và người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần phải chú ý các bệnh liên quan đến xương khớp. Vận mệnh của người tuổi Tý trong năm nay cần tìm người bầu bạn, tránh ở một mình và có những suy nghĩ tiêu cực, khiến cho sức khỏe ngày càng suy yếu thêm và nên đảm bảo ăn uống đầy đủ để có được sức khỏe thể chất và tinh thần thoải mái nhất. Với những người đã có bệnh sẵn nên thường xuyên thăm khám bác sĩ, kẻo để lâu dẫn đến biến chứng sẽ khó điều trị. Đi ra ngoài đường cũng cần phải chú ý tai nạn từ xe cộ. Các gia chủ tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo chuyên gia phong thủy thì phương diện tình duyên của người tuổi Tý trong tháng này không được tốt, dễ gặp nhiều phiền muộn do tình cảm gây nên. Không những vậy, chuyện tình cảm đôi khi còn gây ảnh hưởng đến công việc làm ăn.
Đối với tuổi Tý, đã có gia đình thì vợ chồng bất hòa, lục đục, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, khiến cho hòa khí trong gia đình bất ổn. Hãy đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận và thấu hiểu. Nếu cứ giữ cái tôi và quan điểm cá nhân thì tuổi Tý sẽ ngày càng đẩy người thân yêu của mình ra xa hơn. Những người tuổi Tý độc thân tháng này cũng khó kiếm được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm vừa chớm nở đã sớm lụi tàn, vậy nên khó có thể thành công. Cẩn trọng sẽ có người thứ ba xen vào giữa phá đám tình cảm của hai bạn. Về gia đạo, tháng này đưa tới chuyện buồn, dễ có tang sự của người trong dòng tộc. Tử vi từng tuổi Tý trong tháng 1 âm lịch năm 2022. A tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Vận thế của người tuổi Bính Tý có những bước phát triển tích cực trong tháng 1 năm 2022, đặc biệt trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng và ỷ lại, sẽ có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo, giúp tăng cường vốn hiểu biết. Về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh cũng chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Trong tháng 1 âm lịch, vận thế của người tuổi Giáp Tý bình ổn, bạn sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức trong tháng đầu năm mới. Cơ hội phát triển tăng lên, đi kèm chính là thách thức và áp lực. Đòi hỏi tâm lý phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi biến động có thể xảy tới, từ đó gặt hái được thành công như mong đợi. Tuy nhiên, tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, bản mệnh cần phải thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên. Làm việc gì cũng nên giữ tinh thần dĩ hòa vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cần phải biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh vận đào hoa xấu. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Đối với các gia chủ Nhâm Tý sinh năm 1972, trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh, có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ cố gắng, bạn cũng cần phải chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Tý sẽ cần phải cẩn trọng đường công danh sự nghiệp và nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận càng phải chú trọng hơn. Để các mối quan hệ xung quanh mình không có những xung đột, mâu thuẫn gây ảnh hưởng lớn tới con đường quan vận. Gia chủ Canh Tý cần phải chú ý tuổi này của bạn tiền tài hay danh vọng không còn là mối quan tâm hàng đầu. Hãy dành thời gian cho sức khỏe và gia đình bạn nhé! Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022 tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến ngày 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim bạc Kim. Tháng Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Tý trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 1 năm 2022, tức ngày 10 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là giáp ngọ, có nạp âm là sa trung kim. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 1 năm 2022, tức ngày 22 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là bính ngọ, có nạp âm là thiên hà thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tý trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 1 năm 2022. Tức ngày 5 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích lịch hỏa. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 1 năm 2022, tức ngày 17 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích thượng thổ.
ngày âm lịch ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu ngày tháng năm sinh, họ tên cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trân trọng cảm ơn. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người tuổi Tý trong tháng 1 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 1 âm lịch này, đúng không ạ? Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể nhận thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.